Dạ em xin chào cả nhà. Ngày hôm nay em lại tiếp tục tới nhà vườn của chị Hồng ở Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Châu Đốc, tỉnh Bến Tre để qua giao lưu với cả nhà một số mặt hàng may giống và may ghép những nhà. Rất mong cả nhà mình xem tham khảo và ủng hộ cho chị Hồng nhé. Dạ em chào chị. Chào Trọng. Dạ. Em chào cô chú anh chị ạ. Hôm nay nhờ Trọng đến vườn để giới thiệu cô chú anh chị mình một số loại mai nha. Dạ. Dạ em vườn của em ạ, của em là ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, Châu Đốc, Bến Tre. Dạ. Số điện thoại của em là 0385 864 865. Dạ. Số đó em có dùng Zalo luôn nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Rồi đầu tiên mình giao lưu mặt hàng nào trước đây chị Hồng ơi? Mai con hả chị? Mai con. À mai con trước đi cả nhà. Em sale cái mai con này giá siêu sale luôn nha cô chú. Bao nhiêu đây? Dạ 100 cây. 100 cây. Em bán với giá là 350k bao phí ship. 350 em tặng thêm cho 10 cây. Dạ. Là nguyên một cái đống này. Dạ, cái lô này là mình quấn đa dạng hay sao chị? Dạ đúng rồi, đa dạng. À, mình quấn đa dạng nè cả nhà, để em quay một số gốc cho cả nhà mình tham khảo ha. À, còn cái hoành gốc chị lấy có chừng cỡ này chắc cỡ cái đầu đũa không ăn ha. Ừ, dạ. Rồi 100 cây như vậy cả nhà, 100 cây như vậy. Là mình cắt sẵn như vậy phải không chị? Dạ đúng rồi. Đó, là mình cắt sẵn này chắc cũng khoảng 30 á cả nhà. Mình cắt sẵn như vậy là mình giao lưu 100 cây như vậy. Để giá là 350.000, 350.000 100 cây. Là đa dạng nha. Dạ. Thú là so củ nở gì tùm lum lắm. Dạ. À, mình còn có nhiêu đây hả chị? Dạ đúng rồi, em còn. À còn có súng nè. À, 100 cây là tặng 10 cây hay gì? Dạ 100 cây em tặng 10 cây. À là 110 cây. Dạ. Là 350.000. Còn nguyên cụm này là khoảng chừng mấy cây vậy? Dạ đúng rồi, 110 cây thì em bán hết luôn á. À còn có nhiêu đây thôi ha. Dạ đúng rồi. À, vậy là mình còn có một đơn này thôi á cả nhà. Rồi đây cả nhà mình tham khảo, này có đế hết nè. Dạ, hàng này có xử lý đế hết nè. Có xử lý đế hết nè cả nhà. Đế đẹp không ạ? Có gì cả nhà liên hệ nhà vườn số điện thoại để góc bên trái màn hình bên cái đây có Zalo. Cái này về cô chú nhà. Mình lột bầu ra là trồng xuống đất ngon lành luôn nha. Dạ. Hàng này bên em đôn tàn rồi nè. Dạ rồi, còn 100 cây luôn cả nhà ơi. 350.000 ha. Dạ. 110 cây, 110 cây lận. Dạ 110 cây. Dạ rồi. Cô chú anh chị mình vào xem thì ủng hộ giùm em nha. Dạ. Rồi, có đế hết trơn ha. Dạ. Rồi, bây giờ mình tới cái hàng mai ghép nha cả nhà. Tiếp theo là em bán cái loại 25k nha. 25.000 thôi. Cái này mình có những giống mai gì đây chị Hồng? Giờ nó còn có giảo với tây thi. À, thủ đức thi thì ít. Thủ đức với tây thi hả chị? Rồi đây nè cả nhà. Cái gốc đế thì bao đẹp. À, cái hoành này chắc mình lấy để cây. Hoành này chắc mình lấy bự có chừng xem cái đầu ngón út của em nè cả nhà. Đó. À, còn cái này là hàng máy đôn rồi nha cả nhà. Cái này thì mình giao lưu với giá là 25.000 một cây, mình có hai giống hả chị? Hai giống thôi. Rồi. 25.000 cây thì bao nhiêu cây chị gửi? Cái này 10 cây gửi bao phí luôn. 10 cây gửi bao phí luôn. Rồi 250.000 mình có được 10 cây gửi bao phí hai giống nữa cả nhà. Đế thì có đế hết nha cả nhà. Đó. Cây này xử lý đế. Có đế hết nè. Đó. Cái hàng này được bên vườn đôn tàn hết rồi nè. Dạ, đôn cây tàn. Lên mạnh khỏe luôn. Dạ, ra lá. Bao ship cho mình luôn. Ra lá mới rồi nha cả nhà. Thì có những cây nó thấp, những cây này khoảng chừng 10, khoảng chừng thấp nhất là khoảng chừng 1 tấc đi hả chị, 10 cm đi. Còn những cây nó cao hơn nè cả nhà, ngoài gang tay của em nè. Đó. Nguyên cụm này là mình còn nguyên cụm này không thôi. Không, còn nhiều lắm. Còn nhiều ha. Tại nắng quá nè em vô nhà. Rồi. Quay cho nó. Tại vì mình gom vô đây ha. Dạ. À, mình còn khoảng chừng bao nhiêu cây được chị? Chắc khoảng 500 à. 500 cây. Hai giống nha cả nhà. Đó, 25.000 một cây thôi. Rồi, bây giờ mình qua tới bên đây. Rồi 45.000. Nói chung là nhà vườn mình ở ngoài vườn cũng còn cho nên mà hôm nay hơi nắng cho nên mình gom vô nhà nha cả nhà. À, 45.000 hả chị? 45.000. Rồi, 45.000 mình có những có giống gì đây? Giảo Thủ Đức với siêu nụ với cúc thọ hương. Ba giống mai. Rồi, Thủ Đức nè cả nhà, rồi siêu nụ với cúc thọ hương. Cái này rồi cái này già rất rồi lớn, cả nhà. Cái này già lắm rồi, nó quét nó liền cốt hết rồi nè. Dạ. Cái này hai mùa rồi đó. Cắt rồi. Đôn nó lên toàn luôn nè. Dạ, hoành này mình lấy cũng cỡ ngón tay út em trở lên đi cả nhà, để cũng có đế hết rồi ha. Năm ngón tay mình ạ. Dạ, trong phạm vi. Trong phạm vi năm ngón tay đi hả chị. Rồi 45.000 một cây cả nhà. Rồi để em đo thử chiều cao cho cái nhà tham khảo nè cả nhà. Nói chung là cái lô này cũng khoảng chừng một gang tay trở lên. Đôn rồi đó nha cả nhà. Chứ mà chưa đôn thì nó còn bự nữa. À, cái này 45.000 thì bao nhiêu cây chị gửi chị Hồng? 5 cây gửi. 5 cây gửi hàng. 10 cây bao phí. 10 cây bao phí. Dạ mình có 3 giống mai. Đó, à, hàng Cúc Thọ Hương, siêu nụ với giảo Phú Đức. Dạ rồi, 3 giống mai nha cả nhà. Hàng này là hàng đôn rồi có đế luôn ha. Hàng này đang nằm ở trong chậu C7 nè cả nhà. Rồi bây giờ mình tới. Bên đây là cây siêu bông Sài Gòn. Bên đây là Sài Gòn. Dạ, dạ rồi. Sài Gòn cái hoành này cũng có chừng xem ngón tay út của em là cái nhà ha. Siêu bông Sài Gòn một gang ngoài một gang tay của em. Cái này cũng già mùa nha, siêu bông Sài Gòn già mùa. Dạ. Rồi cả nhà, đây cái hàng này là hàng cũng đôn rồi phải không chị? Đôn rồi á. Dạ. À, cái này chị giao lưu với giá là? Cái này 60k một cây. 60.000 một cây. 5 cây rưỡi. 5 cây rưỡi. 10 cây bao phí. 5 cây rưỡi, 10 cây bao.
60 ngàn một cây. Mình có thể mình ghép đơn cây này với cây kia hồi nãy giờ lại với nhau vẫn được hả cả nhà? Dạ được. Rồi đây cả nhà ơi, hàng này là có đế hết, trang siêu bông Sài Gòn nữa nha, ghép vô cái góc nhớt rồi. Hàng này có chú anh chị mình về lấy bo vô tư luôn nha. Dạ. Hàng lấy bo được. Dạ rồi. Đế đẹp tàn đẹp. Dạ. Cái này về là bao sống luôn á. Dạ. Tiếp thêm lên mã số A1 nha cô chú. Mã số A1 nha cả nhà. Dạ. Rồi, cho một, em xin cây đại lộc với một cây siêu bông Sài Gòn. Dạ rồi, cây chậu là cây đại lộc cả nhà, còn cây hàng C này là siêu bông Sài Gòn nè. Rồi cho em xin cái chiều cao nha. Chiều cao được 35 đi. Chiều cao 35. 37 tính 35, tại dạ vì rồi. Hàng này đôn ngỉnh lên toàn do à. Dạ. Đại lộc nè cả nhà. Rồi cái chậu ghép bự nha. Cái hoành 10. Rồi để em quay cái chậu ghép cho cái nhà mình tham khảo cái cây đại lộc. Nó già mùa lắm nha cô chú. Cây đại lộc này là Tết nay là mình chơi là khỏi nấu luôn. Đây cả nhà, cái chậu ghép đẹp phải không chị? Dạ, đúng rồi. Rồi ôi, cỡ chừng ngón tay út. Nó già mùa dữ lắm. Cỡ chừng ngón tay út của em nè cả nhà. Cây đại lộc này là chơi Tết ok luôn nè. Còn cái cây Sài Gòn này thì cũng giống như cái lô nãy phải không chị? Đúng rồi. Dạ mình lựa ra một cây mình gộp chung với nhau là mình giao lưu với cái nhà nè. Mà số A1 này mình giao lưu với giá là 250k bao phí ship luôn. 250 cái nhà. Cây này là cây chơi Tết được nè cả nhà, cây đại lộc nè ha. Cái hàng này là mình ghép vô góc vườn nè cả nhà. Rồi cả nhà nó có đế luôn nha cô chú anh chị. Dạ có đế luôn phải không? Lớn. Rồi đây cả nhà ơi, bàn xây này bàn xây điện nha, để con qua từ từ nó qua. Ở đây, cây này cũng có đế luôn ha. Đó, mã số A1 nha cả nhà. 250k bao phí ship luôn ạ. Dạ rồi, cả nhà nhớ nhận hàng, nhớ kiểm tra hàng trước khi thanh toán giúp nhà vườn nha. Ờ bây giờ mình tới cái mã. Một cây giả Phú Tân và một cây Sài Gòn luôn. Ôi ôi, cây Phú Tân nữa nha. Về mình lấy bo tha hồn lấy bo luôn. Cái giả Phú Tân là cắt bo vô tư nha. Thay vì lúc này á nhà vườn đã đôn rồi nhưng mà nhà vườn vẫn để cho nhà mình lấy bo cái đi ha. Cây này chiều cao nha. Chiều cao 68. Chiều cao 70 lấy 68 á. Rồi, chiều cao 68. Cái này cũng chọc ghép này cũng bự đó nha. Cái này nó già. Mình ghép hai chọc nè. Hoành này hoành chính nha. Hoành chính góc vườn đó nha. Rồi còn cây Sài Gòn thì thông số giống như cái lô hồi nãy mình chia sẻ đi hả chị? Dạ. Ừ, mã số A2 này mình giao lưu với giá là 250k bao phí luôn nha. 250 bao phí ship cả nhà. Cái cây này thì mình sẽ bó bầu mình gửi phải không chị Hồng? À, đúng rồi, em bó bầu. Hết rồi, tiếp theo mình tới mã số gì nữa chị? Hôm nay mình giao lưu bao nhiêu mã chị? 16 mã. Dạ, rồi cả nhà mình tham khảo nha nha. Được mã số nào ủng hộ nhà vườn nha. Cả nhà tham khảo. Em lên đi. Một Bình Lợi, một Sài Gòn. Rồi. Một Nhị Ngọc Toàn. Bốn giống luôn. Đúng không? Rồi lấy cây mâm đặt lên. Bốn giống không chị? Bốn giống. Cây này là cây Bình Lợi nè cả nhà. Bình Lợi này nó cao khoảng chừng ngoài một gang tay của em nè. Còn cái gốc này hay gốc này khoảng chừng ngón tay giữa của em nè. Đó. Còn cái cây Sài Gòn thì giống như hồi nãy giờ em chia sẻ. À, cái mã số A3 này thì giao lưu là bốn giống mai, bốn cây cả nhà. Rồi. Bốn giống siêu hot luôn á. Dạ. Rồi còn hai cây kia. Một cái nhiệt toàn, một cái giả bạch kim. Ôi coi chừng nó ngã nha. Rồi cái chậu xi măng bự này là Nhị Ngọc Toàn nè cả nhà. Nhị Ngọc Toàn. Dạ. Giảo bạch kim. Là giảo bạch kim. Siêu bông Sài Gòn. Giảo bạch kim già rồi nha cả nhà. Giảo bạch kim già mùa rồi nè, cái chọc ghép nè. Liền hết trơn rồi. Còn cái này đó là Nhị Ngọc Toàn lá xanh nè cả nhà. Mình ghép vô hai chọc, mình ghép vô tược luôn nha. Cái hoành gốc này coi chừng ngón tay cái của em cả nhà. Đó. Và mã số A3 này mình vô lưu với giá là bao nhiêu chị? Dạ 350k bao phí luôn. 350 thôi, 350 bao phí ship cả nhà. Trong đây có hai giống mai rất là mới ha, siêu bông Bình Lợi nè với lại Nhị Ngọc Toàn lá xanh nè. Rồi cộng thêm là ở đây là mình có cái giảo bạch kim già mùa nè cả nhà ha, mã số A3 nha. Rồi tiếp theo mình tới cái đó mình tới bốn giống mai mới rồi, có Sài Gòn nó cũng tương đối thôi chứ cũng nói chung cũng hơi cũ hơn hai giống kia. Đó. Rồi bây giờ mình tới mã số A4 nha. A4, xách lên xuống chị, xách lên xuống chị. Toàn cẩm thạch. Một siêu nụ ạ. Rồi. Một siêu nụ nè cả nhà. Rồi một siêu bông Bình Lợi nè, với lại một Nhị Ngọc Toàn đột biến lá cẩm thạch nè cả nhà. Đó. Cái này là siêu nụ đây cả nhà. Siêu nụ cái đế nhìn dễ thương luôn. Cái này mình về mình thay chậu nhỏ nhỏ mình về mình để bằng mini đẹp hay chị? Cái này là Nhị Ngọc Toàn cẩm thạch. Nhị Ngọc Toàn lá cẩm thạch, cái hoành gốc thì bự chảng luôn, bự hơn tay cái em nhiều luôn hết cả nhà. Về cô chú mình cắt bo khoảng 10 ngày nữa cắt được ha. Dạ. Rồi, bên đây là Bình Lợi hả chị? Bình Lợi. Rồi, Bình Lợi nè cả nhà. Đó. Góc bí siêu đẹp nha cô chú. Rồi. Rồi. Bộ ba này là 300k bao phí cho mình luôn 300 nha. 300.000 bao ship luôn. Dạ. Mã số A4 phải không chị? A4. Dạ A4 nha. Mã số A5 cả nhà ơi. A5 là tới 5 giống rồi hả chị? 5 giống. Rồi, giới thiệu giùm em ha. Một cúc 150, hai cúc 150, hai Sài Gòn. Một huyết long không nhị. À, cái này là hai cúc 150 hả chị? Dạ đúng rồi. Rồi, với lại ở đây là một hoàng huyết long không nhị nè cả nhà. Dạ, còn hai cây Sài Gòn. Hai cây Sài Gòn. À mình có ba giống mai, 5 cây ba giống mai cả nhà.
Thì hoành nói chung là mình lấy cái chừng cây như ở bên kia là cúc không nhị á cả nhà, hai cây đó thì hoành mình lấy cái chừng cây bút bi trở lên đi ha. Còn này nó trọng hơn, cây bút bi nó nhỏ hơn cái tay út em một xíu. Cái đó rồi cái ông combo hút, cái ông hút và ta sửa. Dạ rồi, combo này mình giao lưu với giá là bao nhiêu chị? Dạ 200k, 5 giống em bao phí ship luôn ạ. Dạ. Ba giống 5 cây phải không? Ba giống 5 cây. Hai cây 150 nè. Hai cây Sài Gòn với lại một cây cúc không nhị. Dạ rồi. Mã số này mã số A5 hả chị? A5. Dạ A5 cả nhà. 200k bao phí rồi. 200.000 thôi nha cả nhà, bao phí. Mình có 5 cây ha với lại ba giống mai. Rồi bây giờ mình tới mã số A6 cả nhà. Mã số A6 nha. Tục mã số A6. Mã số A6. Rồi bao gồm gì đó chị? À, một sắn, một bình lợi, một nhiên ngọc toàn và một siêu nụ ạ. Rồi, một xoắn nè cả nhà. Đây cây này là cây vỏ tự xoắn nè ha. Đó. Có đế luôn. Hàng này được bên em đôn tàn hết rồi nè. Dạ. Lên ngon lành luôn rồi đó. Dạ rồi. Còn cây này là bình lợi. Bình lợi nè cả nhà. Bồ đế đẹp ghê. Dạ, khoảng cao khoảng chừng một gang tay của em ha, bồ đế nè cả nhà. Hoành gốc khoảng chừng ngón tay giữa của em. Rồi cây này là cây siêu nụ nè cả nhà. Siêu nụ rồi tàn nó ra tùm luôn nè. Đó, cái gốc này cũng cả chừng ngón tay út của em ha. Một cái nhị ngọc toàn. Còn bên đây là nhị ngọc toàn lá xanh nè. Đó, cả chừng ngón tay giữa của em luôn. Rồi combo này là A6 em bao phí ship luôn. 260.000 bao phí ship cả nhà. Cái kèo bình lợi đế đẹp quá cả nhà. Để em lấy kèo bình lợi riêng ra cho cả nhà tham khảo. Cây nhiệt toàn đế đẹp, nói chung là cái combo này cái nào cũng đẹp nè. Dạ. Cái cây này là để bạn là hết ý luôn, xuống nó rủ xuống đẹp lắm. Nó nhỏ nhỏ mà nhìn nó có duyên ha, nó đẹp ha. Không phải lúc nào bự nó cũng đẹp đâu. Nó nhỏ nhỏ như cả nhà. Đó, mình về mình để bàn cái nhỏ nhỏ mình để bàn làm việc của mình thấy cả nhà. Mã này mã số A6 là 260.000 nhà vườn mình bao ship ha. Tới mã số A7 em xin giới thiệu cái combo này gồm 7 giống mai nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Một hoa hồng Thánh Tú ạ. Cây hoa hồng nè cả nhà, hàng đôn rồi nha cả nhà. Một cây siêu bông Sài Gòn ạ. Rồi, siêu bông Sài Gòn. Một bạch ma một thảo hương Cẩm Thạch. Dạ rồi. Một cây giảo cánh tròn. Một cây giảo cánh tròn. Một cây giảo Thủ Đức. Một cây giảo Thủ Đức bên kia hàng đôn luôn nha cả nhà. Một cây siêu nụ. Dạ rồi. Một bạch mai đột hồng ạ. Dạ rồi, và 7 cây 7 giống. Dạ. Rồi mã số A7 nữa chứ. Số 27. Rồi, cái này mình vô lưu với giá là bao nhiêu chị? 290 bao phí ship. 290.000 bao phí ship cả nhà. Đây, hàng này có đế hết nha cả nhà, để quay cái đế cho cả nhà mình tham khảo ha. Rồi, ở trong đây thì hàng đôn thì có hoa hồng nè cả nhà. Bên kia là cây gì chị? Bên kia là cây giảo đôn nè cả nhà. Còn những cái hàng này thì mình có thể mình sưu tầm giống nha cả nhà. Đó, có hoa hồng với lại giảo là mình có thể mình chơi Tết được nè. Còn những cái hàng này thì mình có thể mình chăm thêm ha. Cái này cô chú anh chị mình về cho Tết cũng được, cắt bo cũng được. Dạ. Một giả Hữu Đức, một dạ. Siêu nụ, dạ. Một hoa hồng Thanh Tú. Dạ. Một bạch mai đọt hồng. Dạ. Một siêu bông Sài Gòn. Rồi. Một cây cúc thọ hương lá Cẩm Thạch. Dạ. Rồi, một cây giả cánh tròn. Dạ rồi. 290k bao phí ạ. 290.000 qua số A7 nha cả nhà. Siêu rẻ luôn nha cô chú. Cô chú mình vào xem dạ. Được ủng hộ giùm em ạ. Dạ. Tiếp theo em xin giao lưu mã A8 nha. Mã A8 nha. Ôi ui, hai cái chân sơn sỏm lên nè cả nhà. Một cây siêu nụ, một cây giảo 200k bao phí mình về tới nhà luôn à cô chú. Một cây siêu nụ với lại một cây giảo Thủ Đức cả nhà. Bao nhiêu chị? 200k bao phí về 200.000 bao phí ship. Rồi cây này là chơi Tết hàng đôn nha cả nhà. Hàng đôn rồi nè. Được có một cái là cái đế nó sỏm lên nè cả nhà. Đó, đẹp ghê chưa? Cái lô này mình có nhiều không chị? Ít. Số lượng ít, cái hàng đế này ít lắm. Dạ, có ít nha cả nhà. Ờ đây, đế đẹp ghê không? Đó, mình về mình thay chậu. Ủa nó chị sợ nó ngã cho nên chị để thêm cái dạ cái đúng rồi, đang cho nó rễ nó ăn xuống cái này nè. Dạ, rồi. Với lại nó có bộ đế nó sỏm lên á. Dạ, đẹp ghê cả nhà. Cái này cô chú anh chị mình về vô cái chậu mình để bàn làm việc cũng đẹp đó nha. Dạ rồi. 200.000 cho một cặp như vậy, giá nhà vườn bao ship, mã này là mã số A8 nha. Tiếp theo là mã A9 nha cô chú. Dạ. Mã A9 cũng hai cây giảo Thủ Đức. Cũng 200k bao phí mình về tới nhà luôn ạ. Dạ rồi, nó cùng một lô hồi nãy phải không chị? Nhưng mà đúng mình lựa ra cặp về mình vô luôn. Mỗi cái nó có mỗi bộ đế khác nhau á. Dạ. Rồi đây cả nhà. Nhìn dễ thương vậy không? Đó. Đế sỏm sỏm lên nè cả nhà, có quấn rễ. Dạ. Hàng này là có quấn rễ nè nha, nhưng cái rễ ở dưới thì nó sỏm lên nè cả nhà. Cái này mình ghép được mấy mùa rồi chị? Cái này cũng hai mùa rồi đó nè. Hai mùa rồi ha. Dạ. Dạ. Đôn tàn nó lên nè. Dạ rồi, hàng này là hàng mây đôn nha cả nhà. Đẹp ghê ha. Nhỏ nhỏ gọn gọn thôi, mình về mình thay cái chậu của nó nha. Má A10 cho cô chú. Dạ. Một cặp giảo Đa Phúc ạ. À. Dạ rồi. 200k bao phí mình về tới nhà luôn nha. Dạ rồi. Trời ơi, cái đế này cả nhà. Đẹp luôn nha cô chú anh chị. Ôi ôi, nó liền cốt rồi nha cả nhà. Cái đế này hình gì ta? Hình giống như cái hình ngôi sao vậy ha. Có cái mặt bông luôn đây cả nhà. Nó đụng hết mấy cánh rồi. Rồi đây ha. Đa Phúc đẹp lắm. Dạ.
một cặp giỏ đa phúc nha cả nhà. Khoan để em nghiêng qua cho cả nhà mình tham khảo cái đế này cả nhà. Đó. Cái đế này tròn. Dạ rồi. Cái hoành này để em ướm tay vô thử nha. Cái hoành này để cây mình lấy có chừng ngón tay út của em nha cả nhà. Một cặp này mình vô lưu với giá là 200k em bao phí ạ. 200.000 cả nhà, 200.000 mình bao ship ha. Hàng này cũng là mai đôn rồi nha cả nhà, nhưng mà đựng cái đế cũng quái ha cả nhà ha. Để đẹp ha. Tiếp theo là mã số 21 nha cô chú. Dạ. Hai cây giảo Thủ Đức ạ. À. Em xin giao lưu giá 200k bao phí ship về tới nhà luôn nha. Dạ rồi, hai cây giảo Thủ Đức cả nhà. Cái đế cũng xỏm lên nữa nè ha. Đó. Hai bộ đế bao đẹp luôn. Cái hàng thấy cưng. Dạ rồi. À, nói chung là có chừng gan tay của em nha cả nhà. Đó, hàng này thì có đã đôn rồi. À, với giá mình giao lưu A11 là 200k bao phí ạ. 200.000 một cặp như vậy là bao ship nha cả nhà. Chị, cái này là mình gửi cái này ha, mình có dạ báo không? Không? Cái này mình lấy cái thùng này mình gửi về nè cô chú mình. Vậy nè, vậy cô chú mình thay vô cái gì đó. Dạ. Cái ấy bộ đế lên. Dạ rồi, dạ rồi, cả nhà mình tham khảo cái nha. Rất là đẹp luôn. Rồi, tiếp theo em xin giao lưu mã A13. Dạ. Ba cây siêu nụ ạ, 250k bao phí luôn nha. Hàng dạ rồi nha cô chú. Dạ rồi. À, giỏ siêu nụ hàng, trời ơi, bấm rồi cái nhà, dạ. Cái nó ra thực non, nó đi chèo quá chừng luôn nè cả nhà. Rồi rồi. Hàng này cái bộ đế cũng bao đẹp bình luôn nha cô chú. Luôn á. Đây. Rồi, cái gốc nè cả nhà. Góc này có chừng ngón tay danh, ngón tay giữa luôn hả chị? Hàng dài mua cũng như 5 ngón tay mình tới lỡ vậy. Dạ. Hàng góc nhớt mà. Rồi, đế cũng có đế nha cả nhà. Cái này mấy cái này tạ chôn sâu dưới á. Cái bàn xây mình này mình không thể dừng được. Nó cứ xây suốt à. Rồi, ba cây này mình giao lưu với giá là 250k bao phí mình về. Ba cây siêu nụ 250 bao ship cả nhà. Hàng mình bó bầu mình gửi có chừng nó ngã chị ơi. Ôi, ôi, ôi. Rồi. Rồi, mình tới mã số A14. 14. Ừ. Ấy ở đằng kia có mấy cây hình như mấy cây giống hay gì nữa cả nhà, hồi chắc mình hình như giao lưu luôn phải không chị? Đâu. Có cây cốc nữa kìa. Hôm nay có cốc ổi mỹ ghim luôn ha. Ổi mỹ ghim đầy đủ. Rồi, bây giờ mình tới mã số A14. Rồi, A14. A14 là một cặp thỏ hương ạ, à. Một cặp thỏ hương già mùa 200k cũng bao phí gì tới nhà luôn nha anh chị. Dạ rồi, một cặp thỏ hương lá xanh nè cả nhà. Ơi ơi, coi chừng ngã, hoành có chừng ngón tay út của em nè ha. Rồi đây, bạn xem thấy rung quá. Rồi bao nhiêu chị? 200k bao phí 200.000 thôi cả nhà, một cặp cúc thỏ hương ha. Hương này ghép được liền cốt luôn nha anh chị. Già dạ. Mùa đó, hai mùa mấy rồi đó. Dạ rồi. Ngày Tết nha. Này mình chơi là chơi ngon lành luôn nha. Dạ. Rồi cả nhà mình tham khảo ha, mã số A14 nha. Còn hai mã số nữa. A15 mà cô chú. Dạ rồi. Em xin giao lưu một cây giảo siêu nụ nha cô chú. Giảo siêu nụ mình ghép vô góc vườn nè cả nhà. Dạ góc vườn á. Rồi cho anh xin cái chiều cao nha cô chú. Dạ. Chiều cao được 55 nha. Chiều cao được 55. Hàng này là hàng cũng già mùa, em đơn con tàn lại rồi đó. Dạ rồi. Cái hoành chính của chú. Hoành là chính cả nhà. Đây có đế luôn nè ha. Đế cũ nè cả nhà. Đó. Cái tán ngang. 40. Dạ rồi. Rồi cây này á cả nhà, cái chọt ghép nè cả nhà. Chọt ghép này khoảng chừng ngón tay út của em á. Nó già mùa rồi đó cô chú. Cái dạ. Này em làm mùa rồi á, rồi em. Mà nói chị đâu hoành chưa chị không? Hoành rồi, hoành 10. Hoành 10 phải không? Rồi, cái góc này mình vô luôn với giá là 390 mà phí ship. Khuyến mãi cho cô chú mình một cái cốc. Cái cốc có trái luôn cả nhà ơi. Có trái nha cô chú anh chị. Ôi, được. Cái này ở vườn có gì tặng nấy nha cô chú anh chị. Chị cốc này cốc gì vậy? Dạ cốc Thái. Cốc Thái. Vườn nhà có gì tặng nấy. Nay chương trình ghê thiệt. Bán cây mai tặng cây cốc luôn. Ghê thiệt chứ. Mã số 15 nha cả nhà. Có 102 nha cô chú. Cây này là có trái luôn nè, cả nhà mình về mình trồng cả nhà. Mưa sắp cũng sắp mưa chậu tới rồi đó. Vô cái chậu. À cái này mình trồng vô chậu đi ha. Được mấy trái ta? 7 trái gì nè. Mã số 15 này á, mua cây mai được tặng cây cốc nha, cốc Thái nha cả nhà. Nào giờ em cũng mới thấy chương trình. Nào giờ em cũng mới thấy luôn á. Ghê thiệt. Tiếp theo là mã số A16. Dạ. Là 4 cây xài siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Dạ rồi, 4 giá cây Sài Gòn. 280k bao phí mình về tới nhà luôn nha. 280.000. Dạ. Hoành này cũng cỡ xem ngón tay út của em nghe cả nhà. Đó, chiều cao này ngoài một gang tay của em nè. Đó. Có mặt bông luôn nè cả nhà, siêu bông Sài Gòn á, chung nhà vườn mình bán mã giống thì bao chuẩn giống nha cả nhà. Dạ em bao chuẩn giống cho mình luôn ạ. 284 cây cả nhà, mã số A16 nha, 284 cây siêu bông Sài Gòn. Rồi, bao phí luôn nha cả nhà. Sài Gòn thì nhà vườn cũng bao phí. Cả nhà nhớ nhận hàng, nhớ kiểm tra hàng á nha, mình thui khùng ra mình kiểm tra hàng rồi hả thanh toán cho shipper ha. Có vấn đề gì cả nhà cứ liên hệ nhà vườn đi. Rồi cây có bị vấn đề gì cứ liên hệ nhà vườn sẽ giải quyết cho cả nhà nha. Tiếp theo là em xin giao lưu với cô chú anh chị mình một số loại cây giống nha cô chú anh chị. Nhiều dạ. Khi mình cô chú anh chị mình muốn mua mà không biết mua hàng ở đâu á dạ. Thì sẵn cái clip mai này lên em xin giới thiệu một số loại cây giống là cây vú sữa hoàng kim nha cô chú anh chị. Vú sữa hoàng kim đây cả nhà. Dạ, vú sữa hoàng kim. Rồi. À, ở đây chị có gửi cho em một cái trái nữa nha, vú sữa hoàng kim hay. Ủa nó cũng bự ha. Mình trồng làm trong vòng 18 tháng là nó cho trái nha cô chú anh chị. 18 tháng. Dạ. Dạ.
Đây đọt non nó đi đi nách đồ ngon lành nha cô chú anh chị. Mình trồng tới cửa nhà là bao đẹp luôn nha. Dạ, cái cây này là cây bầu hả chị? Dạ, cái này cây này là bầu. Dạ. À, cây này cao nói chung là chắc khoảng 5-60 hả chị? Để đo thử coi. Vú sữa hoàng kim cả nhà. Thì ngoài cái mai thì nhà vườn của chị Hồng cũng có làm thêm hàng mai giống nè cả nhà. 63. Ủa, cây giống 63 hả chị? 63, không, mình tính là chừng 60 đi. Dạ. 60 ăn lên. Rồi hồi nãy chị nói cái này mình vô lưu với giá là. Cái này 100 ngàn một cây em gửi. Hai cây em bao phí nha cô chú anh chị. Dạ. Vú sữa hoàng kim. Vú sữa hoàng kim. Dạ, nhiều khi ở đâu đó cô chú anh chị mình cần mua mà không biết mua ở đâu á. Thì sẵn clip này thì em giới thiệu luôn. Rồi, rồi cả nhà mình tham khảo. Mình có nhiều không chị? À, cái hàng này có nhiều nha cô chú. Có nhiều ha. Dạ. Rồi, ở trong đây mình có mít nữa nè. Đây. Tiếp tục tới hàng. Ở chị hồi nãy cốc thái hồi nãy có nhiều. Có luôn nha. Có luôn hả? Cái hàng đó bên vườn em có nha, nhưng mà có bông chứ không có trái nha cô chú anh chị. À, cô chú anh chị mình có cây có trái là mình tặng luôn rồi phải không? Dạ đúng rồi. Vậy như mà. Cái cốc nãy là ví dụ như mình giao lưu là khoảng bao nhiêu tiền? Cái cốc này 50.000 mà cái kia bự lắm nha. À, cái kia hơn, nó cao, nó bự cỡ cái xuống sữa bằng kim, nhưng mà tàn nhánh mình có dạ. Hoa sẵn luôn. Dạ rồi. Còn cái cây mít này là mít gì chị? Đây là mít siêu sớm, có một cây mít siêu sớm. Có một cây gì chị? Mít ruột đỏ. Ruột đỏ. Ruột đỏ sơ giá. Dạ, mấy cái này thì em không rành lắm, chị giới thiệu dùm em ha. Rồi cái này đây? Bên em thì có được 5 cây. Dạ. Em tặng một cây ruột đỏ sơ vàng luôn nha. À, 5 cây siêu sớm tặng cây ruột đỏ. Rồi, 200k bao phí mình ạ. À, cái này là mình ghép phải không chị? Dạ, mít ghép. À, mít ghép nè cả nhà. Có cái mắt ghép nè ha. Đó. Bao nhiêu tiền hả chị, nói bao nhiêu tiền? Cái này 5 cây siêu sớm. Dạ. Là 200k bao phí. Dạ. Em tặng cho cô chú anh chị mình một cây ruột đỏ sơ vàng. Rồi. Còn cái cách trồng sao thì cả nhà cứ liên hệ nhà vườn đi, nhà vườn chia sẻ ha. Cái này em không rành lắm cả nhà ơi. Hôm nay mình kèm theo cái clip mai vàng thì có một số cây giống của nhà vườn nè cả nhà. Đó, có hồi nãy là gì? Vú sữa hả chị? Vú sữa hoàng kim. Vú sữa hoàng kim nè, rồi có mít nè cả nhà, rồi có cốc nữa, cốc thái cả nhà. Đó. Rồi cả nhà mình tham khảo ha, nhưng mà chủ yếu là cái hàng mai vàng nha. Mai vàng là chính. Dạ rồi. Còn giới thiệu này cô chú mình nhiều khi có cần á, rồi dạ. Không biết mua ở đâu thì sao mà mua đem được về tới nhà đó, rồi dạ. Sẵn em ship luôn. Dạ, cả nhà nhớ cái mã số 15 hồi nãy nha, A15 nãy nha, kèm thêm cây cốc có trái nha. Rồi, hôm nay mình vô lưu bao nhiêu đây hả chị Hồng? Dạ rồi. Dạ. Cuối clip thì em cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã xem hết clip ạ. Dạ, dạ. Cũng không quên ủng hộ giùm Dương em nha. Dạ rồi. Dạ. Rồi, cảm ơn. Nhiều cả... em cũng vui nha cô chú. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà đã xem dạ. Hết clip nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.